Xin thưa, tôi là bố của cầu thủ số 19 của BVF, đến từ quê hương Long Phú của Sóc Trăng. Tên tôi tên là Nguyễn Chí Khởi, đến từ Sóc Trăng, là bố của cầu thủ số 19 BVF Nguyễn Gia Bảo. Điều gì đã làm anh không ngại khoảng cách địa lý để đến đây cổ vũ cho các cầu thủ BVF? Cái thứ nhất, bản thân tôi là người rất đam mê bóng đá Việt Nam, đặc biệt là từ khi BVF thành lập thì con tôi đó là cháu Nguyễn Gia Bảo đã được trúng tuyển. Thì ngoài cái đến để thăm con trong những dịp hè thì chúng tôi cũng là rất đam mê bóng đá Việt Nam nói chung, như là cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, vì đây là một cái trung tâm rất là hiện đại và điều kiện cũng như nuôi dưỡng và dạy dỗ các cháu rất là tốt về đạo đức cũng như là kỹ chiến thuật trong bóng đá. Các thầy luôn quan tâm tạo điều kiện cho các cháu. Anh có điều gì nhắn nhủ đến với cầu thủ của BVF không? Trước tiên thì tôi xin chúc mừng U17 BVF hôm nay đã có một chiến thắng trước U17 Đồng Tháp. Thì cũng nhân đây thì cũng nhắn gửi các cháu là chúng con đừng có tự mãn với chiến thắng này, và nhắn nhủ các con là phải cố gắng rèn luyện thêm, học tập thật tốt, chấp hành nghiêm những cái nội quy của trung tâm đã đề ra để có thể là bước tiếp với những cái chặng đường phía trước, vì cũng còn theo bóng đá chuyên nghiệp thì cũng còn nhiều điều rất là gian truân và khó khăn, thì các con phải tập trung rèn luyện thêm.